Hello, chào các bạn nha. Hello, hello, đây tiếp tục một siêu phẩm nha. Thì mình đang nợ cái hiện tại mình đang nợ 3 đơn nha. Tối nay mình sẽ test hết 3 cây và dựng ở đây và sẽ gói hàng sáng mai cho đi sớm nha các bạn. Ba đơn mà mỗi đơn á nó bao gồm hai motor nha và ba cái cánh quạt nha. Đó. Thì hôm qua thêm đơn nữa là dồn lại là 3 đơn. Ha, bây giờ mình test nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đây. Gió rất là nhiều nha. À, có cách thổi mình đó là cái cây quạt ba lồng sóc á là nó bằng quạt này không. Ha. Chỉ riêng một quạt lồng sóc nha. Mình nghĩ nó mạnh cũng khoảng tương đương với cái quạt này các bạn. À, tương đương cái lưu lượng gió nha. Lưu lượng gió các bạn. Nhưng mà nó gom lại nha. Nó gom lại rất là mát nha. Đó. Lưu lượng gió. Ok thì đây mình cũng đã đấu cái lô tụ nó mới về các bạn. Một cái lô tụ mới về nha. Tụ mới 220. Ở tụ mới xịn nha. Mình đã đấu 220 sẵn rồi. Đó, con này zin 220 đấu tụ. Mình thay tụ mới. Cái quạt này mà có tụ tụ cũ á mình cắt bỏ nha, mình thay tụ mới nha. Để cho khách nào về nó xài nó bền bỉ hơn. Chứ mất công về xài mới xài được vài tháng cái nó có vấn đề nhanh yếu lại nha. Khách về kỹ 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 thì vệ sinh thêm giùm mình nha. Cái này chưa có đơn. À, cái loại mà một motor hai cánh quạt thì bữa nay mình sẽ giới thiệu và mở bán nha. Đó, cái loại dài hai motor ba cánh quạt thì là 1,6 triệu. Còn cái loại ngắn hai cánh quạt lồng sóc một motor, loại này 1,2 triệu bao ship hoặc là 1,1 triệu tới nhà mình lấy nha. Đó, đã bao gồm một cái tụ mới cộng công đấu nha. Đó. Còn có thể một số cái nào ở ngoài kia các bạn thì sẵn cái máy xịt đó mình xịt luôn. Còn cái nào mà mình đem về nó còn tương đối sạch á thì không cần phải xịt nha. Nó tương đối mới thì mình không có rửa. Cho nên là chỉ có một cái này thôi, là về khách nào mua thì phải chịu khó về lấy khăn giấy ướt á, vệ sinh sơ. Hoặc là khách nào cần thì mình sẽ vệ sinh luôn. Mình đem ra ngoài kia mình xịt sạch sẽ nha. Motor này xịt xịt cho nước xịt xịt sạch luôn và để khô trong 3 4 ngày. Đó, cho nên là cái lô mà ba cánh quạt hai motor á mình xịt sạch, mình để khô trong 3 4 ngày. Đó, sau đó mình sẽ kiểm tra lại motor đã khô chưa. Khi đã khô sạch sẽ, không khô, ok hết rồi thì mới tiến hành là cấp điện. Nha, mới tiến hành là cấp điện test nha. Ok, 1,2 triệu các bạn, bao ship nha, bao ship toàn quốc. Khách nào mua cọc giùm mình 200, bao ship toàn quốc. Còn khách cũ thì không cọc nha. Đây. Cấp lại cho các bạn coi. Êm ru. À, cấp điện 220, chạy. Cái này các bạn đứng xa không nghe nha. Các bạn thấy gió. Nè, các bạn thấy gió nó tới đây luôn nè. Đó. Rất là mát. Cái này mà các bạn ở xa là không có biết là có quạt luôn nha. Đó, cho nên là khách nào mà ở trên phòng ốc ở trên cao á, ví dụ như nhà mình thì có chuồng cu. Đó, cái chuồng cu thì nói lại mình một số người nói chắc tưởng là cái chuồng cu, nhưng mà chuồng cu là cái gác có sân thượng các bạn. Ở trên sân thượng rồi nó có một cái phòng ở trên đó đó, thì thường phòng trên đó là nóng nhất, đặc biệt là buổi trưa, bởi mùa hè rất là nóng, không có la phong, chỉ tôn trực tiếp. Cho nên đặt một cái quạt như vậy thì nó sẽ thông gió nha. Nó vẫn chắc cũng còn hơi hơi nóng nóng, nhưng mà đỡ một cái là gió nó lưu thông 24 trên 7. À, gió nó lưu thông thì phòng mình sẽ dễ chịu hơn nha, mát mẻ hơn. Ok, tiếp theo là công đoạn đo. Đo đạc cho các bạn nha. Hàng bao zin. Hàng này không phải hàng của Nhật, nhưng mà hàng công nghiệp rã trong mấy cái nhà xưởng thanh lý ra. À, còn rất là ok. Không. Cái này hàng ấy các bạn ơi. Ừ đây nè. Ở đây có các bạn ơi. Mình lại không để ý cái 26 kg các bạn. Ở đây các bạn hướng dẫn. Ở đây là cái này hàng Nhật hay hàng gì các bạn? Mình không rõ hàng Nhật hay hàng gì, các bạn tra giùm nha. 89W nha.
Đó, 89W có khách nào hỏi mình quá nè. Hôm nay sẽ không để ý cái vụ này ta. Ở đây thì là nó có 3 chế độ chạy: tốc cao, tốc chậm và vừa, low, medium và là ở high. High nha. HI là viết tắt cho từ high. Medium và low. Low là thà chậm nhất nha, medium là trung bình. Chữ này là chữ tiếng Nhật các bạn nha, chữ Nhật nha. Ở đây có speed control nó mới ghê chứ nha. Speed control nó nằm ở đâu? Điện 220 60 Hz. 60 Hz khả năng cao, thằng này là của Nhật. Một pha 60 Hz. Chỉ có thằng Nhật mới xài 60 Hz các bạn. Nhật mới xài 60 Hz 220. Ok. 89W thì mình không biết luôn á. 220. Cánh là 200 nha. Cánh là không không tới các bạn. Cánh cỡ 190 nè. 190 nha. Đó. Tổng dài phủ bì cái khung á là 90 nha, 92. 92 cm. Còn tổng dài của hai cánh quạt là 65. Còn tổng cao á, từ cái mặt đế lên đó các bạn, từ mặt đế lên á là 220. 220. Cái này nặng cỡ mười mấy ký nha. Cỡ ở đây nó để là 26 kg nha. Nhưng mà mình nhất nhất thử 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 chắc cỡ cầm 18 20 kg đổ lại. Cái này chưa vệ sinh. Còn hơi dơ. Ok, khách nào lấy được thì alo nha. 1 triệu 2 bao ship hoặc 1 triệu 1 tới nhà mình chở. Đấu tụ mới. Có luôn cái jack cắm nha. Có luôn cái jack cắm điện 220. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.